quá hoàn hảo. Vỗ tay. Các bạn thấy không, cọng dây nó sẽ làm cho cái cây gạch về phía bên đây, nó không có ngã về phía bên đây, mặc dù cái cây nghiêng về bên đây rất là nhiều luôn. Hay quá anh Tùng ơi, hay quá. Bên này có bà, có chú. Em các bạn thấy không? Bên đây là như là một dãy nhà các bạn. Anh sẽ buộc dây trên cái cây này để chịu cái cây kia lại. Một lát nữa anh sẽ đốn cái cây kia trước để cái cây kia đừng có ngã qua nhà người ta nha các bạn. Cái dây này chủ yếu là nó sẽ làm gịch cái cây kia ngược lại đây nè. Giờ anh Tùng anh leo xuống rồi. Trời hôm nay thì ánh sáng nó hơi kỳ kỳ nha các bạn. Trời mây sương mù rất là nhiều nè, nên là không có được sáng lắm, các bạn thông cảm nha. Bây giờ anh Tùng sẽ leo lên buộc dây để cưa cây này nha các bạn. Sau khi đã buộc cái cây này xong rồi nè, rồi một lát nữa là cái sợi dây này sẽ chịu cái cây này lại. Bây giờ anh leo lên anh buộc cây này rất là nghiêng nha các bạn, thì nghiêng qua phía bên kia rất là nhiều luôn. Bên kia thì anh Trân anh cưa cây cắp. Anh Tùng anh sử dụng cái sợi dây lớn đi, anh buộc vào cái cây đó nha bạn. Một hướng sẽ có cái cây lớn chịu lại, còn một hướng thì để kéo ngã, để điều khiển cái hướng ngã. Cái dây rất là lớn luôn, một cái bành dây đó là nặng mấy chục ký á các bạn.
Sau khi buộc xong dây thì anh Tùng anh sẽ leo xuống nha bạn. Anh sẽ sử dụng cái sợi dây để chịu lại, để anh đu xuống. Và xuống dưới đất thì anh sẽ rút cái sợi dây đó xuống. Anh sẽ rút xuống rất là dễ dàng. Quá hoàn hảo. Vỗ tay. Các bạn thấy không, cọng dây nó sẽ làm cho cái cây gập về phía bên đây, nó không có ngã về phía bên đây, mặc dù cái cây nghiêng về bên đây rất là nhiều luôn. Hay quá anh Tùng ơi, hay quá. Bên này có bà, có chú. Em các bạn thấy không? Bên đây là như là một dãy nhà các bạn. Do là mình phải cưa ra tầm 5 mét để cho người ta cẩu lên xe cẩu được dễ dàng hơn nha các bạn. Thì mình nghĩ là cái đoạn này anh Tùng anh sẽ cưa ra làm hai. Tiếp tục cưa cái cây kế bên kia lúc nãy nha bạn. Đây là cây này. Cây này thì do nó có cái độ nghiêng sẵn rồi, cho nên là mình nghĩ là anh sẽ cưa luôn mà không cần ràng dây gì đâu, tại vì phía bên đây là tương đối là trống. Nhanh luôn các bạn, anh đấu cái này trong vòng chưa tới 1 phút nữa. Tùng sẽ tiếp tục cưa cái cây này nha các bạn, cây này rất là cao, rất là lớn luôn. Cây này thì anh Nhân anh đã chặt cái phần gốc rồi, và hôm qua đã có cưa cái nhánh này rồi. Cây này có phần gốc khá là lớn nha mày, hoành cũng mình nghĩ cũng gần 200 á, và nó có hai nhánh lớn. Hôm qua thì anh cưa cái nhánh này rồi nè, giờ thì còn một nhánh này lớn hơn nữa. Một cái nhánh này thôi là các bạn thấy nè, là nó rất là lớn luôn, cao hơn mình nghĩ là hơn 22 mét.
chặt cái gốc lớn luôn. Cái gốc này nó đặc luôn á. Cưa nó hạn chế lục cái lưỡi cưa các bạn. Thì đây là cây tràm, cây này cũng rất là lớn, đây các bạn thấy nè, rất là cao luôn. Cây này cao tầm khoảng 21 mét. Thì anh sẽ loại bỏ những cái phần cát bụi dơ ở đây, là giờ một cái tòa nhà mà vừa đập xong các bạn, rất là nhiều xi măng cát đá ở đây. Thì cái điều thuận lợi của cái việc đốn cái cây này á, là phía bên kia có cái bãi đất trống, lát nữa anh sẽ xo ngã về hướng bên đó, cho nên là không có cần phải cưa nhánh, đỡ tốn nhiều thời gian và công sức. Tương đó là suông ở một cái đoạn thân ở giữa.